Chào các bạn, mình là An. Chào mừng các bạn đến với kênh Ann Adkins khám phá thế giới. Chiều nay thì mình rảnh rỗi, mình sẽ lái xe đưa cả nhà đi tham quan khu vực ngoại ô của thành phố Las Vegas. Sau đó là chúng ta sẽ đi theo đường Freeway vào trung tâm của thành phố, tham quan một số khu, ví dụ như là khu Chinatown hoặc là vào đến khu trung tâm khách sạn và sau đó về đến chỗ khách sạn mình ở nhé. Buổi tối thì ở thành phố Las Vegas thì cực kỳ lôi cuốn và hấp dẫn. Nhưng mà chúng ta cũng nên biết ban ngày thì thành phố Vegas trông như thế nào. Bây giờ mời các bạn cùng đi với mình nhé. Bây giờ mình sẽ dẫn một tour free cho mọi người đi hết cái khu ngoại ô nhá. Con đường chạy ngang trước mặt mình đây chính là đường chính Las Vegas Boulevard. Đây là cái đường rẽ trái, các bạn thấy ô tô đi nhiều về phía bên trái mình không? Đấy chính là đi vào khu trung tâm khách sạn, đấy cũng là trung tâm của thành phố Las Vegas. Nhưng mà mình sẽ đi thẳng, và đi thẳng như thế này là mình ra một cái khu nó ở ngoại ô của Las Vegas. Ở đây thì cũng chỉ cách trung tâm thành phố khoảng 2 dặm thôi, không phải là xa lắm đâu nhé. Nó vẫn thuộc trong địa phận của thành phố Las Vegas nhưng nó không phải là trung tâm. Nó giống như là các bạn thấy là ở thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì có quận 1 là trung tâm, thì là quận 3, quận 4 thì nó là ria ra. Thế giống như là Hà Nội ấy, thì quận Hoàn Kiếm là quận trung tâm, thì có thể là những quận khác xung quanh. Và mình biết là rất nhiều bạn đã quay trung tâm của thành phố Las Vegas rồi và quay vào ban đêm rất nhiều. Cho nên hôm nay mình quyết định là mình sẽ quay ban ngày và quay dịch ra phía ngoại ô một chút để các bạn xem là cái thành phố Las Vegas nó được toàn diện hơn. Bây giờ chúng ta đi thẳng nhé. Ở đây các bạn có nhìn thấy những cái cột điện ở giữa đường không ạ? Họ làm những cái cột điện này là toàn bộ không phải bằng sắt đâu nhé, bằng cây thông. Bằng cây thông và họ sơn trắng. Đây là cái đặc trưng của thành phố Las Vegas, tức là những cái cây thông nó rất là thẳng. Họ làm cột điện. Mà các bạn nhìn thấy không? Ngoài trời khoảng 20 độ C, rất là nắng và rất là gió. Bởi vì thời tiết mùa xuân mà. Mùa xuân mà đến Las Vegas thì tuyệt vời, bởi vì nắng và gió và rất là mát. Chứ mùa hè thì rất nóng và mùa đông thì lạnh. Đấy, trên con đường mình đi các bạn nhìn thấy trước mặt mình không? Chẳng có một cái xe nào đi ngược chiều mà cũng không có cái xe nào đi xuôi chiều cả. Trời ơi, bên phải này 3 làn đường không kể làn dự trữ, có một mình lái xe thôi. Và đây khu này là cái khu mà toàn bộ là dân họ ở nhá. Bên trong trung tâm thì có nhà hàng này, khách sạn rồi là khu casino. Thế còn lại bên ngoài này là khu dân ở. Các bạn thấy yên bình không? Giống như kiểu mình về quê ấy, làng quê của Việt Nam ấy. Rất là những cái khu mà ngoại ô ấy, nhưng mà cũng là văn minh bởi vì đường rất là rộng, rất là to. Đúng không ạ? Mỗi bên là có 3 làn đường, trừ một làn dự trữ là 4 làn đường đấy ạ. Thế nhưng mà rất là vắng vẻ đúng không ạ? Buổi chiều người ta đi làm từ casino hoặc là thấy giờ tan tầm thì họ về đây họ ở. Còn lại để họ sẽ làm ở bên trong. Và bên ngoài này thì cũng có rất nhiều những cái nhà kiểu resort nhé. Bây giờ chúng ta rẽ phải nào. Rẽ phải mình đưa các bạn vào đây là cái khu bên trong này có rất nhiều resort này. Những cái gia đình mà họ đi chơi Las Vegas mang ô tô thì họ có thể thuê resort ở đây họ ở. Rồi họ vào trong trung tâm họ chơi. Đấy, họ thư giãn, họ nghỉ ngơi đấy. Resort cũng đủ hết, cũng có bể bơi, cũng có mọi thứ. À, các bạn nhìn này, wow, hoa anh đào trắng ở đây đã nở rồi này. Nở xòe hết cả ra rồi này, rất là sớm. À, bên này nóng hơn bên bang Oregon nhà mình, cho nên là ở đây là hoa anh đào đã nở rồi đấy. Các bạn nhìn toàn bộ cái dải bên trái mình là khu resort nhé. Khu resort, toàn bộ đây là những cái tòa nhà resort. Bên phải là một khu công trình nào đó mình không rõ lắm, họ đang xây dựng. Họ đang xây dựng ở bên phải. Đấy, và các bạn thấy không? Ở Las Vegas toàn bộ là sa mạc, là núi đá. Nhưng mà ở đây người ta cũng cố gắng, người ta trồng rất nhiều những cái cây. Người ta mang từ nơi khác về đấy ạ. Những cái cây mà có thể thích nghi được sống trong điều kiện khô, nóng. Đấy, thì có những ví dụ những cái cây cáu cạn chẳng hạn thì họ trồng ở đây khá là nhiều đúng không? Những cái khu này thì cuối tuần là thuê kín, nhưng mà có những ngày giữa tuần thì vắng vẻ hơn. Đấy, mình nhìn ra ngoài này rất là yên bình đúng không ạ? Vô cùng yên bình, toàn bộ cái dãy resort này rất yên bình và vắng vẻ. Hầu như rất ít xe ô tô lưu hành trên cái đường này vào cái giờ buổi chiều. Vào giờ buổi chiều bây giờ cũng là gần đến 4 giờ chiều rồi ạ. Đấy. Và đến cái khu này thì bắt đầu mình thấy cảm giác là có những cái nhà hàng đã bắt đầu sầm uất hơn này. Có những cái nhà hàng rồi cà phê này, giống như là những cái trung tâm của những cái thành phố nhỏ của bang Nevada ấy. Đấy, và bây giờ mình sẽ rẽ bên phải để mình đi ra freeway cho mọi người xem freeway nhé. Đây, mình rẽ bên phải và mình đi ra freeway rồi. Để cho các bạn xem này. Lên freeway của Las Vegas thì các bạn thấy không? Trời ơi, hai bên chả có cây gì cả, nó cứ vắng trơ, vắng trụi luôn. Đây là đang mùa xuân mát mẻ đấy, mùa hè nó nắng kinh khủng luôn. Mà nếu mà freeway ở hai cái bang mình ở là Washington và Oregon ấy, thì hai bên nó kín là cây xanh, xanh vô cùng luôn. Đấy, nhưng mà ở đây thì không có cây gì hết. Thì các bạn thấy là cái cái tuyệt vời của con người, đúng không ạ? Trên một cái sa mạc rất là nóng, rất là khô cằn, toàn núi đá tai mèo, mà người ta xây dựng được những cái đường xá, những cái công trình, những cái kiệt tác nghệ thuật vô cùng tuyệt vời đấy. Freeway nhá, cái làn trong cùng bên trái mình ấy là làn Diamond, tức là dành cho từ 2 người trở lên mới được đi, mà mình lái xe một mình phải đi vào cái đường thứ hai, không đi vào được cái đường bên trong đâu, đường bên trong sẽ đi nhanh hơn. Nhưng mà thôi, mình đi rất nhanh bởi vì đường Freeway lái rất nhanh, và có thể là đi một chút nữa là mình vào đến trung tâm rồi đấy. Trung tâm mình sẽ dẫn các bạn đi vào cái Chinatown nhé, bởi vì khu đấy là nhà hàng của người Trung Quốc và người Việt Nam đấy, chủ yếu người châu Á đến ăn uống, rồi là có những spa, rồi là có những khu làm nail, đúng không? Thế là nếu mà các bạn từ Việt Nam hoặc người Việt Nam mình đi du lịch ấy, mà muốn ăn nhà hàng Việt ấy, rồi là muốn sử dụng các cái dịch vụ như là móng tay, massage chân, rồi là massage mặt này, rồi là làm đẹp theo kiểu châu Á, thì mình phải tìm đến khu Chinatown. Rồi thích ăn nhà hàng Việt ấy, thì mình phải đến cái khu Chinatown. Mình lái còn khá dài cho nên là cái đoạn đường này chắc nó sẽ tương tự như đoạn trước thôi, cho nên mình tạm thời mình sẽ cắt đi nhá. Sau đó là mình sẽ quay tiếp khi mà mình đến gần Chinatown cho các bạn xem nhá. Sắp vào đến trung tâm rồi, các bạn nhìn cái cầu trước mặt mình đấy, biểu tượng cầu của Las Vegas bao giờ cũng là những cái dãy núi chập trùng. Đấy là biểu tượng của thành phố Las Vegas được xây trên núi đá. Và đây là chúng ta chạy qua cái khách sạn Rio nhé, khách sạn và sòng bạc Rio rất là đẹp. Bây giờ đến khu Chinatown rồi này, các bạn nhìn thấy khu Chinatown đặc trưng bởi những màu vàng và màu đỏ không? Đấy là phong cách màu của Trung Quốc, Việt Nam và các nước châu Á, đúng không? Cái mái nhà xây cũng rất là đặc trưng, đúng không ạ? Có rất nhiều chỗ ghi bằng chữ là biển hiệu là Trung Quốc, vừa là tiếng Anh vừa là tiếng Trung. Bây giờ chúng ta vào đây nhé. Trong khu này thì mình cũng giới thiệu luôn các bạn là có một cái nhà hàng Việt ấy, nhà mình hay đi ăn lắm, nhà hàng Kim Long, tức là cả đồ Việt và cả đồ Trung Quốc ấy. Đấy, các món ăn nhà hàng Việt Nam nhưng có cả những món ăn Trung Quốc. Đây các bạn đi vào trong này các bạn nhìn thấy đây này, có rất nhiều những cái dịch vụ như là dịch vụ làm nail, dịch vụ làm đẹp, rồi là các cái quán ăn, rồi đồ BBQ, đồ kiểu Hàn Quốc, kiểu Trung Quốc, kiểu Việt Nam. Nói chung là toàn bộ cái khu này gọi là khu đấy. Đây là Phở Kim Long này. Các bạn mà đến từ trung tâm đi ra đây cũng rất gần, các bạn có thể đi bộ đấy, nhưng đi bộ chắc phải mất 30 phút từ chỗ mình. Đi ô tô thì mất khoảng 4 phút thôi. Cái cửa hàng phở này mình ăn rồi, mình thấy rất là ổn, rất là ok đấy, nhiều món lắm mà giá cả rất là phải chăng. Bởi vì Las Vegas thì giá đắt lắm, ăn ở chỗ nào cũng rất là đỏ. Nhưng mà đến đây ăn thì là khá là hợp lý, và chỗ này thì đỗ xe cũng rất là thoải mái nhé, các bạn có thể tự đi xe đến, rất là thoải mái. Bây giờ chúng ta ra khỏi Chinatown và đi vào trung tâm những khu khách sạn nhé, và về khách sạn mình ở. Thực ra là mình quay, mình vắn tắt vậy thôi, nhưng mà mình đã đi hết buổi chiều rồi đấy. Bây giờ là 6 giờ chiều tối rồi. Và các bạn nhìn thấy không, hoàng hôn xuống, dọi xuống những cái tòa nhà ngay trước mặt mình đấy, tạo nên cái ánh vàng của hoàng hôn đấy. Và xa xa các bạn nhìn thấy trăng chưa? Trăng rất tròn, trăng lên rất sớm, đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta đi vào trong cái khu trung tâm khách sạn nhé, để vào khu trung tâm mình ở này. Đấy, từ xa xa các bạn nhìn thấy cái tòa nhà cong cong không? Cái tòa đấy là tòa Encore đấy, tòa đấy cũng là tòa rất là nổi tiếng, và mình ở khách sạn gần đấy là khách sạn Treasure Island Hotel and Casino. Đấy, đây là vào cái khu trung tâm đấy, khu phố chính trung tâm của thành phố Las Vegas. Nói chung là chúng ta nhìn ban ngày á, thì nó thô lắm, nó không có lộng lẫy, nó không có trang hoàng đâu. Nhưng mà buổi tối á, cũng là cái con đường này các bạn đi, các bạn nhìn á, nó khác hoàn toàn, bởi vì thành phố Las Vegas là thành phố nhân tạo, hoàn toàn đẹp nhờ ánh đèn lộng lẫy. Cho nên là về ban đêm ấy, nó khác. Những cái con đường này, những cái cầu này, nó lấp lánh ánh đèn xe ô tô, rồi đèn trang trí, nó sáng choang lên và nó lấp lánh đủ các cái màu sắc. Nhưng mà ban ngày á, thì mình nhìn thấy nó chỉ thô như thế này thôi. Từ xa xa nhé, sau cái tòa Encore nhé, chúng ta nhìn thấy chưa, là trăng lên nhé. Và bên trái mình là tòa Trump, tòa Trump này là Trump Tower, chính là tòa của Donald Trump xây năm 2008. Trước khi ông làm tổng thống 8 năm thì ông đã hoàn thành cái tòa nhà này. Đây là khách sạn mình ở trước mặt đấy, Treasure Island đấy, với cái biểu tượng một đôi đang tập như kiểu là ballet á, vì biểu diễn cho một cái show rất nổi tiếng của cái khách sạn đó. Đấy, đây là toàn bộ cái trục đường chính nha, các bạn nhìn thấy chưa, là cái hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống và một số ô tô đã bắt đầu phải là chiếu đèn rồi. Nhưng mà đèn đỏ ở đây là họ đỗ là đèn giao thông thôi, chứ còn thực ra là mình chiếu nó hơi bị ngược sáng, trời nó hơi tối thôi. Chứ còn nếu mà mình đứng từ phía mà ngược về phía xuôi chiều ánh nắng ấy thì quay nó vẫn rất là sáng, rất là sáng. Tuy nhiên là mình vẫn thấy cái độ tấp nập của nội đô, đúng không ạ, khác hẳn với bên ngoài ngoại ô. Rất là trong này thì vô cùng tấp nập. Nói chung là nếu là mình đóng cửa ô tô thôi, mở ra thì bên ngoài á, nhạc âm ỉ, nhạc ầm ĩ lên ấy, rất là ồn ào, rất là náo nhiệt đấy. Bây giờ đấy, phía bên phải này nhá là khách sạn Plasio rất là nổi tiếng, cũng là khách sạn casino. Còn bên này, bên phải mình đây là các bạn nhìn thấy chưa, là cái khách sạn mình ở đấy, Treasure Island đấy. Đấy, đây là cái đường chính, bắt đầu là mọi thứ bắt đầu đã lên đèn rồi. Nhưng mà tí mình sẽ dừng lại một chút, mình quay cho mọi người nhìn nó rõ sáng hơn. Và phía góc bên trái đây, trước mặt mình đây là tòa Vernison. Cái tòa này phong cách theo kiểu Ý cũng rất là nổi tiếng, vô cùng nổi tiếng và rất là đẹp. Đấy, và mình sẽ khách sạn bên phải mình ở đây, free parking. Bây giờ mình phải đi vào cái chỗ đỗ xe. Và cái khách sạn này có một cái đặc điểm cực kỳ hay mà nhà mình thích, bởi vì là nó có bãi đỗ xe miễn phí. Còn những khách sạn khác mình không tìm hiểu, đi vào có khi là một đêm mất 30 đô, 50 đô tiền đỗ xe đấy. Nếu ở một tuần là cũng mất mấy trăm đô tiền đỗ xe đấy. Bây giờ mình đi vào cái khoảng chờ nhá, để đỗ xe nhá. Đây các bạn vào nhìn luôn này này. Trời, trên trần đẹp không, long lanh không. Đấy, trần của cái sảnh đỗ xe thôi nhá, để cho mình đỗ tạm ấy, sau đó là sẽ có người đến mang xe của mình vào cái bãi đỗ xe. Người ta có cái tòa đỗ xe rất là cao tầng miễn phí. Còn đâu là mình chỉ tạm mình đỗ ở đây thôi, chứ còn mình không có lái xe vào trong đó đâu. Khi nào mà mình cần ấy, mình gọi họ lại lái xe ra đây cho mình. Ngoài cho các bạn xem một chút nhá. Đây, từ chỗ sảnh để xe mình nhìn ra ngoài cái tòa trước mặt mình. Đây, đây chính là mình quay, đây là chính tòa khách sạn mình ở đấy, Treasure Island đấy. Đấy, toàn bộ cái tòa này thiết kế rất là đẹp, đúng không ạ? Bên ngoài trồng rất là nhiều cây. Và đây mình nhìn từ sảnh sau nhá, cái chỗ để đi vào đỗ xe đấy vừa nãy đấy. Bên phải của cái sảnh sau này là cà phê Starbucks. Đấy, bên trong cái tòa nhà này cũng có Starbucks. Nói chung là ở đây mọi người rất là thích uống Starbucks coffee. Đấy, mình đi ra ngoài một tí này, các bạn nhìn thấy chưa? Đây là tòa Vernison. Tòa này rất là đẹp, đúng không? Vừa nãy ngồi trong ô tô quay nó rất là khó, bây giờ chạy ra ngoài rồi quay thì thoải mái hơn, dễ lắm. Bởi vì là trời vẫn còn sáng mà. Đấy, tòa Venetian là tòa này cũng rất nổi tiếng. Mình sẽ có một buổi đưa các bạn đi thăm, khám phá Venetian nhá, rất là đẹp. Còn phía bên phải mình nhá, là bên phải đường ấy, góc này nó khuất mất rồi, là tòa Murus. Mình sẽ đưa các bạn đi thăm một buổi sau, bởi vì mỗi một cái tòa này thì vô cùng đẹp, cần phải khám phá. Đây trước mặt đây là cái tòa Plasio. À, các bạn thấy cái xe chạy qua ở Las Vegas có những cái tòa xe buýt 2 tầng ấy, đưa du khách chạy qua đây này rất nhiều đấy. Và trên đó họ quảng cáo rất nhiều những cái hình, những cái show diễn, rồi những cái xe ca nhạc vân vân. Nói chung là quảng cáo ở Las Vegas thì mọi nơi mọi chỗ. Và các bạn nhìn thấy cái tòa Nim, cái tòa mà ở phía trước mình nó hơi cong một tí đấy, Nim. Cái tòa đấy cũng là khách sạn rất là đắt tiền đấy, rất là nổi tiếng và rất là đẹp. Đấy. Thì các bạn nhìn này đây, những cái xe quảng cáo chạy trên đường Las Vegas này, quảng cáo là các cô gái diễn show, rồi là những cái show ca nhạc vân vân, rất là nổi tiếng. Đây là bắt đầu vào cái khu này là khu trung tâm khách sạn đấy, khu này là khu rất trung tâm khách sạn đấy. Ngoài ra thì nó còn nhiều cái đường khác nữa, nhưng mà đây mình chỉ giới thiệu với các bạn cái khu trung tâm là về gần với quanh cái khách sạn của mình thôi, chứ còn những cái khu khác thì chắc là chúng ta phải để một buổi khác, đúng không ạ? Và ngay bên trái này là cái tòa khách sạn của mình, thì bên ngoài nó cũng có một cái nhà hàng đấy, rất là cổ kính theo kiểu Đức ấy, nhà hàng kiểu Đức ấy. Nói chung là bên này thì người ta xây dựng các cái tòa nhà chủ yếu là theo phong cách của châu Âu, Đức, Ý, Pháp đấy, chủ yếu là như vậy. Thì hoặc là Anh. Thế đây mình quay lại cái bãi đỗ xe của mình nhá, để vào đấy xem ông ấy đã cất cho mình cái xe chưa, để phải lấy chìa khóa và đi lên phòng. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, mọi người bắt đầu xách hành lý vào, là đi vào để check in vào khách sạn thôi. Đấy là cái khu sảnh đấy, để cho mình tạm dừng đỗ xe. Mọi người vẫn gặp nhau này, vẫn ôm nhau này, vẫn chào nhau, chả có ai sợ virus gì cả. Ở đây nói chung là mọi thứ rất là thanh bình và rất là vui vẻ. Nói chung đến Las Vegas là enjoy cuộc sống và hãy thoải mái. Chồng mình thì đi làm việc, còn hôm nay thì mình không phải làm gì cả, đưa cả nhà đi du lịch một vòng từ ngoại ô và đến nội đô của Las Vegas miễn phí. Mọi người hãy xem và hưởng ứng cho mình nha. Đi chơi về rồi, các bạn thấy thế nào? Rõ ràng ngoại ô Las Vegas rất là thanh bình và giữa ban ngày với ban đêm, thành phố Las Vegas rất là khác nhau. Trong các video tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu với các bạn những cái địa điểm và những chương trình đặc biệt của Las Vegas nhé. Các bạn hãy like, share, comment và đăng ký ủng hộ kênh của mình nhé. Xin chúc cả nhà một tuần mới làm việc thật vui vẻ và thành công. Xin trân trọng cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.